Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an thông tin, hiện nay thời tiết tại thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất lạnh và khắc nghiệt, ban ngày chỉ 6 độ C, còn ban đêm có thể xuống tới âm 6 độ C. Trong khi hạ tầng của nước bạn vừa bị động đất tàn phá phần lớn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đa số người dân phải di tản khỏi thành phố, một số ở lại thì sống trong liều bạt ngoài trời, hàng ngày họ đến các khu tập trung để lấy đồ viện trợ tại khu vực lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đang làm nhiệm vụ, các anh đã chia sẻ tặng 5 gia đình những thùng mì tôm made in Việt Nam, xúc động nhận được món quà từ lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam. Người dân đã ôm chặt cán bộ cảnh sát của đoàn thay lời cảm ơn. Trước đó, chiến sĩ cứu nạn cứu hộ của đoàn công tác đã đi nhặt củi, chế tạo bếp giã chiến bằng thùng phi để sưởi ấm, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt đồng thời hỗ trợ phối hợp với lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang làm nhiệm vụ tiếp tục sản xuất ra loại bếp này. Hành động tuy nhỏ nhưng mang rất nhiều tình cảm của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an và người dân Việt Nam đến với đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 16 tháng 2, đoàn tiếp tục trao thuốc thiết yếu và trang bị y tế cơ bản cho Sở Y tế thành phố Adiyaman.